Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2018, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông đã giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Mặc dù đây là một tín hiệu đáng mừng, nhưng với tính chất phức tạp của nhiều yếu tố trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, thì không thể nào vì tình hình khả quan hơn mà lơ là trong việc thực hiện các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông. Nhất là trong khi những hành vi vi phạm pháp luật giao thông vẫn còn rất phổ biến. Vâng, đúng là như vậy. Điển hình nhất vẫn là vi phạm tốc độ. Đây chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông và cũng là nguyên nhân làm trầm trọng thêm các chấn thương do tai nạn giao thông. Cho nên nếu hạn chế được vi phạm tốc độ, chúng ta chắc chắn sẽ kéo giảm được đáng kể số vụ tai nạn giao thông. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Công an tỉnh, tính đến ngày 15 tháng 5, trong tổng số 31.523 trường hợp bị ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có 3.405 trường hợp là vi phạm tốc độ, xếp thứ hai sau hành vi vi phạm không đội nón bảo hiểm. Đây thực sự là một con số đáng lo, bởi vì theo nhận định của lực lượng chức năng, vi phạm tốc độ được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông. Chỉ trừ một số vụ tai nạn giao thông có biểu hiện tại hiện trường quá rõ rệt, còn lại thì phần lớn số vụ người liên quan đến vụ tai nạn đều cho rằng bản thân không vi phạm tốc độ. Nhưng kết quả điều tra thường xác định nguyên nhân chính là do người điều khiển phương tiện không làm chủ được tốc độ và tay lái. Vượt quá tốc độ được chia thành 3 dạng. Thứ nhất là vượt quá tốc độ cho phép quy định ở biển hạn chế tốc độ. Thứ hai là vượt quá tốc độ giới hạn đương nhiên. Và thứ ba là vượt quá tốc độ so với điều kiện lái xe. Tuy nhiên, đa phần người tham gia giao thông không biết rõ về 3 dạng này, mà chỉ biết đến dạng thứ hai, tức vượt quá tốc độ đương nhiên. Nếu không có yếu tố tốc độ, những hiện tượng tai nạn giao thông chắc chắn không thể tan nát như thế này. Nếu không có yếu tố tốc độ, thương tích của người bị tai nạn giao thông cũng không nghiêm trọng đến thế này. Trong bối cảnh những con đường ngày càng được đầu tư mở rộng, nâng cấp, việc điều chỉnh tốc độ cho phép đối với các loại phương tiện theo hướng nâng lên là một điều tất yếu. Thông tư số 91 của Bộ Giao thông Vận tải chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2016, cho phép tốc độ tối đa của xe cơ giới, gồm xe ô tô, xe máy chuyên dùng, kể cả xe máy điện, được tăng thêm 10 km/h khi lưu thông trong khu vực đông dân cư. Với quy định này, nguy cơ tai nạn giao thông cũng tăng lên, khiến ngành chức năng đã lo lại càng lo. Tốc độ mà nó cao thì rất là ảnh hưởng cho cái người là khi tham gia giao thông. Ví dụ tuyến quốc lộ của 51 á, có một số đoạn đường á, là theo cái quy chuẩn á, là không có đủ cái quy cách đường á, là không có cái hành lang cho cái người á, khi tham gia giao thông xe hai bánh. Đó. Thì từ cái chỗ đó có cái nơi cái người buôn bán hoặc là những xe đậu đổ không đúng quy định thường hay cũng dẫn đến tai nạn. Những quy định về tốc độ dành cho các loại phương tiện cơ giới đã được phân định rất rõ và đã được lắp đặt khá đầy đủ trên các tuyến đường. Đáng tiếc rằng, bất chấp những cảnh báo, hầu hết người tham gia giao thông điều khiển xe với tốc độ tùy thuộc vào cảm giác của bản thân về ranh giới giữa nguy hiểm và không nguy hiểm. Chính vì vậy, tốc độ vi phạm cũng đa dạng và cách ước lượng mức độ của mỗi con người về sự nguy hiểm là hoàn toàn khác nhau. Và một thực tế là, người tham gia giao thông chỉ lưu ý đến tốc độ được phép nếu như phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông trên đường. Khi nào mà đi xe mà thấy xe chạy chậm là biết là phía trước có giao thông đang tuần tra hoặc đang đứng chốt. Mà không có là coi như là chạy ngược chiều ào ào. Còn đôi lúc là hỏi nhau nhá đèn có không có để mà chạy nhanh không. Để kiểm soát và ngăn ngừa vi phạm tốc độ, lực lượng chức năng đã tăng cường các chuyên đề kiểm tra xử phạt tốc độ, kết hợp cả công khai và mật phục, xem đó như là một cách để hỗ trợ cho công tác tuyên truyền an toàn giao thông. Kiềm chế vi phạm về tốc độ rõ ràng không thể thiếu sự nỗ lực của các cơ quan chức năng. Song điều quan trọng hơn vẫn là ý thức và trách nhiệm của mỗi người khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bởi vì phía trước tay lái là cuộc sống.